anh em đi quay cái máy đê nha anh em. Máy đê chạy sên nè. Anh chủ nhà. Anh Đương này anh giỏi lắm nha anh em. Anh chạy mình lên anh từ sáng tới chiều luôn ha. Đi cao 12 luôn á. Bỏ mình chạy khúc ở dưới giờ mình nói dài lên hậu nha. Từ trên ra ngược vậy phải không? Để anh đang nói ống này các bạn. Đã rồi chứ. Khỏe.
độ phần đầu ống là lên rất là mạnh nha các bạn. Thì đang phá chẳng bội nha, rất cứng, anh em thấy không, lên đất rất là mạnh luôn. Này mình chạy khoảng hơn gam tư chút anh em, khoảng gần nửa ga, nói chung khoảng nửa ga. Dạ dạ dạ, để lại cái đất cái số hai bên cái nó rớt luôn à, nó chịu luôn, nó làm cái mô lên, dốc lên nghe các bạn. Chạy hai bên nước nó phà, hai bên cái là đất nó rớt tại chỗ nha, nó làm cái dốc cái đó. Thì mình sẽ dày ống tới luôn cho đất nó chứa ở đại khu này. Quá đã luôn. Này cái này phá chản nó mới đất nhiều chứ mình sên thì nó lên sình là nó trôi đét các bạn. Đó, giờ đất nó chứa lại rất là nhiều rồi, đất cái rất là nhiều. Thì mình chỉ xả nước rồi bỏ hết luôn ha. Xả nước rồi bỏ hết. Và cái nước cái với sình lỏng mình xả hết. Giờ mình để treo ống cao gì cho đất nó rớt tại chỗ luôn. Cái nó chứa rất là nhiều. Bên đây hai khu ha, giờ đầy ống hết luôn. Đó. Hai bên đất giờ đầy hết rồi. Rất hiệu quả ha. Giờ bơm lên rồi chứ mình ra chiếu là mình cái sình cái thôi nha, anh em ơi, sình cái thôi. Giờ ba cái nước lên cận mình xả ra hết luôn, mình xả ra chỗ này nè, chỗ đó mình xả nước ra, nước ra chỗ đó hết luôn ha. Rồi đầu ống rất là mạnh luôn, treo ống gì đang cho nước nó ra hai bên, nước tè ra hai bên. Tại hai bên này cho xin cái tại chỗ làm cái mô dung lên cao nha các bạn. Các bạn đúng không ha?